Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Nhạc lá Bồ Đề do Tú Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện từ North Carolina vào mỗi tối thứ sáu. Tú Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với Nhạc lá Bồ Đề với câu chuyện Chớ kiêu căng khinh mạng, soi người mà chẳng sôi mình, chuyện của đường phong. Tú Linh tóm lược và trình bày kính mời quý vị theo dõi. Chuyện kể rằng, khi xưa tại vương quốc cổ bất tỉnh nọ có một phạm chí vốn tài cao học rộng hết thảy mọi điện tích minh luận người này đều đã đọc qua những tưởng không chuyện gì là không hiểu cũng chính bởi vậy mà ông ta rất hay khoe khoang tự cao tự đại ngày lại qua ngày vị phạm chí nọ đi khắp nơi tìm đối thủ để tranh luận với mình những mong định ngôi cao thấp nhưng chẳng ai dám đứng ra tranh tài. Điều này lại càng khiến cho ông ta thêm tự cao tự đại, tự cho mình là người tài giỏi nhất. Một hôm, Phạm Chí kiêu căng, cầm một bó đuốc lớn, cứ thế mà thắp lên giữa ban ngày, rồi đi khắp cả thành, ra vẻ vinh vang, tự đắc lắm. Có người thấy thế mới hỏi rằng, Hà cớ chi ngài lại cầm bó đuốc mà soi giữa ban ngày ban mặt như thế này? Phạm Chí ngước mặt nhìn trời, cười mà đáp rằng, Thế gian ơi, hỡi thế gian, tất cả đều ngu muội không một ai dám biện luận với ta. Tuy họ có mắt, nhưng chẳng nhìn ra sự thật, cho nên ta mới cầm đuốc giữa thanh thiên bạch nhật để sôi sáng cho họ. Vừa khi ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với các đệ tử của Ngài đi qua vương quốc này và ghé lại ở Tận xá Mỹ Âm để truyền pháp. Bằng thần thông quảng đại của mình, Đức Phật đã nhìn thấu được công đức của Phạm Chí ở cả những đời trước nữa. Với tâm từ bi, Ngài thấy chúng sinh này vẫn đáng được hóa độ. Vạ chăng, nếu chẳng được hóa độ, thì với hành vi kiêu ngạo, cố chấp, tự cao, tự đại, buông lung bản thân, chẳng biết vô thường như thế vị phạm chí sẽ bị đoạn địa ngục Thái Sơn để chịu khổ đến vô lượng kiếp mới mong trả đền hết nợ nghiệp. Biết vậy, Đức Phật bèn hóa thân thành một bậc hiền minh ngồi bên ngã tư đường. Đúng lúc Phạm Chí đi đến và hỏi rằng tại sao ở giữa ban ngày mà ông lại cầm bó đuốc như vậy? Phạm Chí vẫn ngang nhiên đáp rằng là bởi con người thế gian đều ngu muội suốt ngày lẫn đêm họ chẳng rõ chân lý sự tình cho nên tôi mới cầm đuốc để sôi sáng cho họ vị hiền minh lại hỏi phạm chí dám hỏi trong minh luận có bốn minh pháp ông có biết hay chăng phạm chí đáp không biết xin hỏi bốn minh pháp ấy gồm những gì lúc bấy giờ vị hiền minh mới mỉm cười nhìn phạm chí mà nói bốn binh pháp gồm hiểu rõ thiên văn địa lý và thời tiết trong bốn mùa hiểu rõ tinh tú và quan hệ của ngũ hành hiểu rõ chính lý trị quốc và phương thức giao hảo với các quốc gia lân bang hiểu rõ cách điều binh khiển tướng để phòng vệ nước nhà đoạn ngày hỏi tiếp ông là một phạm trí tài cao học rộng Vậy cớ sao lại không biết đến bốn loại minh pháp này? Nghe xong, vị phạm chí nọ cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội ném bỏ cây đốt xuống đất, chắp tay, cúi đầu hành lễ trước bậc hiền minh. Đức Phật từ bi mỉm cười, hiện tướng quang minh, muôn vàng ánh kim quang rực rỡ, phi phàm sáng soi khắp cả vùng trời đất rồi ngài dùng phạm ngữ mà giảng cho phạm chí một bài kệ rằng nếu chỉ hiểu chút ít tự đại kiêu mạng khinh đó như mù cầm đuốc soi người chẳng soi mình dứt lời bài kệ đức phật mới bảo phạm chí rằng kẻ ngu si nhất ở thế gian này không ai có thể bằng ông giữa ban ngày mà ông lại cầm bó đuốc đi soi chân lý cho khắp cả thành trong khi những điều ông biết chỉ như một hạt bụi. Nghe xong, Phạm Chí mới nghẹn ngào mà bừng tỉnh. Ông ta quỷ đầu đảnh lễ, rồi khẩn xin Đức Phật thu nhận mình làm đệ tử, để trở thành đạo nhân. Sau này, nhờ Phật ân của Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phạm Chí nọ được tâm khai, ý giải và chứng đắc đạo ứng chân. Câu chuyện thứ hai, trên đời này Thứ gì khó đắc được? An nhiên, có bao vị tỳ kheo đàm luận với nhau. Vị tỳ kheo thứ nhất nói, trên đời này khó đắc nhất là thanh xuân mãi mãi, khỏe mạnh trường thọ. Một người dù gia tài bạc triệu, nhưng lúc già bệnh đến, rốt cuộc muốn vui vẻ hưởng thụ cũng không được. Vị tỳ theo thứ hai nói, khó đắc nhất là chi tâm bạn lữ, có thể cùng chung hoạn nạn một người dẫu giành được quyền thế của toàn thiên hạ. Nhưng nếu như không có một người bạn thân, thì vẫn là cô đơn. Tự như hoa mất đi mùi thơm, không có ông bướm vờn quanh. Vị tỳ kheo thứ ba nói, tôi cho rằng khó được nhất là gia quyến hạnh phúc. Một người có thân thể khỏe mạnh, có bằng hữu chi kỷ, nhưng mà người một nhà oán hận đấu tranh thì có ích lợi gì. Mỗi ngày đều giống như sống trong địa ngục trần gian, tìm kiếm trong thời gian vô định. Đức Phật nghe thấy bao vị tỳ kheo đàm luận, thế là quyết định triệu tập mọi người, tiết trời mùa thu toát ra một bầu không khí khoan khoái nhẹ nhàng. Đức Phật nói với các tỳ kheo, trên đời này thứ gì là khó đắc được, không phải là khỏe mạnh trường thọ không phải là chi tâm bạn lữ không phải là gia đình mỹ mãn ta sẽ kể cho các con nghe một vài sự việc trong biển rộng mênh mông có một con rùa mù tuổi thọ của nó chạy qua trăm năm nó bình thường ẩn mình dưới biển sâu trăm năm mới trồi lên mặt nước một lần lại có một khúc gỗ nổi bên trong bị thủng một lỗ phiêu lưu sống biển trôi dạt theo gió. Rùa mù trăm năm mới trồi lên mặt nước một lần. Muốn gặp được khúc gỗ nổi đã là cơ hội xa vời. Huống chi gặp được khúc gỗ nổi thủng lỗ. Rùa mù gặp gỗ vẫn có cơ hội một phần ngàn vạn. Nhưng mà phàm phu phiêu lưu trong ngũ thú. Muốn được thân người so với rùa mù lên bờ khó hơn vạn lần. Đức Phật túm lấy một nắm cát, mở lòng bàn tay ra. So sánh nói, chúng sanh có được thân người như chỗ nắm cát trên tay của ta. Còn mất đi thân người thì như bụi trong đại địa. Cái gì khó đắc được nhất? Thân người là khó đắc nhất. Này các tỳ kheo, các con phải lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Thân người là một khi đã mất, vạn kiếp khó gặp đây không chỉ là lời trong kinh Phật mà là điều mà chúng sanh không thể không biết. Cho nên chúng ta phải trân quý thân mạng này, trân quý nhân duyên trước mắt, thứ gì khó đắc được nhất chính là nhân thân năng đắc. Trong kinh Phật có nói thân người khó được, Phật pháp khó gặp là muốn nói rằng có ba điều khó đắc nhất. Một người nếu có cơ duyên tu hành là vô cùng trân quý, con người là anh linh của vạn vật, cũng chỉ thân người này mới có thể tu hành, có thể tu thành Phật, tu thành đạo. Vì vậy hãy trân quý cơ duyên, công danh, tài lộc không thể mang theo, khi đến thì trắng tay, khi rời đi cũng trắng tay. Hơn nữa, bị mê hoặc trong nhân gian, bị danh lợi dẫn dắt sẽ càng tạo thêm nhiều tội nghiệp thiện ác tất báo là thiên lý, sẽ khiến cho mạng người đời sau càng thêm thống khổ. Chân quý hiện tại tuân theo chính pháp, phản bổn quy chân mới là mục đích chân chính của làm người. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc bồ đề 2 at com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốm tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về Washington sbtn.tv. với Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình.